Chào các bạn, Sam đã quay trở lại dưới đây. Sam cảm ơn những lời động viên cùng lời chúc của các bạn rất rất nhiều. Như đã hẹn trước, hôm nay Sam xin gửi tới các bạn bộ truyện Nam Mỹ Bảo hộ trong giới hắc bạch của nhà văn Nhất Thế Hoa Thường. Nằm trong hệ liệt liệt vật truyện, bộ này xoay quanh cặp chính là Tả An Tuấn và Duẫn Mạch. Tiểu thụ Tả An Tuấn là em trai trên cơ sở khoa học của Tả Xuân Trạch trong truyện Cực hạn săn bắn vốn được tạo ra như một cỗ máy giết người và là chỗ lưu trữ linh kiện thay thế cho anh trai nếu có bộ phận nào của anh trai bị hỏng. Nhưng sau được tả xuyên trạch thả ra, thụ vì ám ảnh quá khứ không ai yêu thích nên muốn làm minh tinh để được nhiều fan ưu thương. Thụ bề ngoài ngốc manh, thích ăn quà vặt hay làm chuyện rùi bu nhưng lại vô cùng nhạy cảm và rất nguy hiểm, có thể biến thành sát thủ giết người trong trước mắt. Công là lão đại của một tổ chức bảo vệ toàn cầu vì một điều lệ thiếu ngu do tự mình đặt ra nên phải làm vệ sĩ miễn phí cho thụ trong một thời gian cũng trong thời gian đó công từ từ khám phá ra thân phận và quá khứ của thụ rồi động tâm với thụ quyết bảo vệ em ấy tới cùng điểm hài hước nhất của chuyện cũng chính là tình tiết anh công từ một lão đại lạnh lùng bị thúc ép thành một con gà mái già hay sủi lông bảo vệ em thụ ngây thơ vô số tội để đi đến kết thúc viên mãn hạnh phúc hành trình tình yêu của cặp đôi thú vị ra sao các bạn hãy xem và tự mình cảm nhận nhé Đừng quên đăng ký kênh, like và share video cho nhiều người cùng biết tới kênh Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện đam mỹ, bảo hộ trong giới hắc bạch Tập 1 Tả An Tuấn mang mũ lưỡi chai và kính mát, đính đạp đi trên đường, trong đoàn người nhốt nhịp. Cậu vừa mua cái nón đồ chơi vừa mắt, vẻ mặt đang happy, tiếp tục đi về phía trước. Mà đúng lúc này, cậu cảm thấy được có người sau lưng theo dõi cậu, đồng thời người theo dõi này còn đặc biệt có tiêu chuẩn năng lực tuyệt đối không phải đội săn ảnh cậu không khỏi bi ai thở dài một tiếng gần đây luôn có người chẳng hiểu tại sao xuất hiện vứt một nhóm không được lại tới một nhóm thực sự là đáng ghét cậu một bên đi về phía trước một bên suy nghĩ rốt cuộc thế nào mới có thể đem người phía sau vứt ra chợt dừng lại người một cái sau đó quay đầu không ngạc nhiên chút nào phát hiện chợ ăn vặt cậu nhất thời hết sức phấn khởi sải bước nhanh vào Đương nhiên là quên sạch bản thân vẫn còn đang bị theo dõi, cũng đã quên lời nói của người đại diện thân ái nhà cậu. Tả An Tuấn, coi như tôi xin cậu, cậu nhớ kỹ cho tôi, sau này chạy ra ngoài dù sao cũng không nên đi nơi đông người, dù sao cũng không được. Thứ giác của cậu luôn luôn rất linh, cho dù chứa nhiều mùi pha trộn, cũng cùng một chỗ có thể khiến cho cậu từ đó ngửi được một chút món đồ ăn ngon. Cậu liếm môi một cái, vẻ mặt vui vẻ, liền theo mùi hương đi về phía trước thế nhưng cậu đã quên nơi thường hay nhiều người đi thì sẽ có cọ sát và va chạm đáng tiếc cậu còn chưa đạt được tới mục đích thì cùng một nữ sinh đụng vào nhau cậu nhất thời ơ kìa một tiếng vội vàng xin lỗi à xin lỗi cô không sao chứ ồ không sao nữ sinh kia một bên vỗ vỗ tìm bị hù dọa một bên ngẩng đầu nhìn cậu nhất thời trợn to hai mắt đưa ngón tay ra chỉ cậu qua wow, cậu 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 cô vốn là muốn nói cậu lớn lên giống hệt một siêu sao à kết quả còn chưa nói ra khỏi miệng chỉ thấy người trước mắt cơ thể bỗng nhiên run lên một cái sắc mặt tái nhợt run run rẩy rẩy nói tôi 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 không phải tả an tuấn thật không phải cô nhận lầm người thật đó nữ sinh kia ngẩn ra mờ mịt hỏi tôi có nói cậu là tả an tuấn sao ờ hửm, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đầy mắt nữ sinh bỗng nhiên sáng lên tả an tuấn nhất thời lại trắng bạch một phần một giây kế tiếp một tiếng thét chói tai chọc thủng bầu trời chưa ăn vặt dẫn tới mọi người đều dừng chân nhìn chỉ thấy một học sinh mặc đồ nữ sinh bỗng nhiên chỉ vào người đàn ông trước mặt cô kêu lên a à, anh là tả an tuấn trời ạ xem sao tả an tuấn ai tả an tuấn á ở chỗ nào ở chỗ nào thiệt hay giả vậy tả an tuấn sao lại ở chỗ này đùa gì thế ô đệch người kia thật sự rất giống đi đi qua nhìn một chút tôi là fan của cậu ấy tả an tuấn gan run rẩy nhìn người xung quanh sắc mặt càng ngày càng trắng quay đầu bắt đầu chạy như điên lại cũng không để ý tới ăn vặt gì nữa a à, là cậu ấy thật đuổi theo tả an tuấn a à, là thật a à. còn chờ cái gì đuổi đi đuổi theo tả an tuấn vậy mà sẽ thực sự xuất hiện ở nơi này nghĩ cũng không dám nghĩ à quyết định đuổi theo người đó trong nháy mắt người đi ngang qua liền thấy một cảnh tượng kỳ lạ một người thanh niên mang mũ lưỡi chai sắc mặt tái nhợt liều mạng chạy điên cuồng đi theo phía sau một đám cả trai lẫn gái hết sức phấn khởi ngắn tiếng gọi đồng thời theo thời gian trôi qua đoàn người trở nên càng đông hơn lượng ánh sáng chớp nháy thành một loạt tả an tuấn một bên chạy chối chết một bên không quên quay đầu lại quan sát đoàn người khi thấy các phương tiện giao thông sau lưng ngay cả xe đạp xe taxi xe máy còn có cả người chẹp ba tanh cũng đuổi theo làm cậu nhất thời càng xuân hơn nữa mắt thấy bên cạnh có một hẻm nhỏ lập tức không chút nghĩ ngợi liền chạy vội đi vào ở trong ngõ hẻm bảy hoặc tám quẹo vòng vo nửa ngày làm đến ngay cả mình đầu óc đều choáng váng sau cùng lại đi tới một ngõ cụt cậu vẻ mặt đau buồn nhìn bức tường cao bên tai dường như còn có thể nghe tiếng thét chói tai của đám người cách đó không xa trái tim nhỏ bé của cậu nhảy bịch bịch đang lúc suy nghĩ có muốn hay không bay qua vốn đang lúc không tốt thì trong đầu bỗng nhiên lóe lên ánh sáng nhớ tới người đại diện thân ái của cậu liền một bên tiếp tục tìm kiếm lối ra một bên động tác thuần thục để xuống một chuỗi dãy số gọi tới rất nhanh thì đường dây bên kia được tiếp nối cậu nhất thời khóc không ra nước mắt tuyên âm thanh gào thét của cậu do chạy như điên mà mang theo tiếng gió trong nháy mắt vùi lấp xuống bên kia yên lặng một cái trước mắt sau đó chuyển tới một giọng nói xen lẫn đủ loại tâm tình nhức đầu mệt mỏi cam chịu số phận nghiến răng nghiến lợi đáng tiếc cậu hiện giờ chỉ lo chạy chối chết căn bản không nghe rõ giọng nói bên kia cậu chỉ có thể trong lúc mơ hồ nghe được lời nói bên kia nói. Tả An Tuấn, ông đây sớm muộn một ngày cũng sẽ bị cậu tức chết tươi. Tả An Tuấn càng thêm khóc không ra nước mắt. Tuyên, bên kia cảm chịu số phận, ai ai thở thở hỏi. Cậu bây giờ ở đâu? Tôi cũng không biết. Giọng nói bên kia càng thêm bất đắc dĩ. Cậu tìm một nơi an toàn, ẩn núp cho tôi. Tôi đi tìm cậu. Tả An Tuấn nhất thời cảm động tột đỉnh, liên tục gật đầu. Được, anh nhanh nhanh một chút. Biết rồi. Một giờ sau, vị minh tinh run lẩy bẩy, bị người dùng hai ngón tay từ trong góc phòng sách lên, sau đó một giọng nói phẫn hận vang lên bên tai. Tả An Tuấn, cậu có đúng hay không muốn tôi tức chết tươi cậu mới cam lòng? À, ah, không phải là cậu nói với tôi, sau này chạy ra phải nói trước với tôi sao? Cậu dùng lời của tôi như đánh giám sao? Tả An Tuấn hoàn hồn, nhìn người, người này ăn mặc một thân quần áo thường, vóc người tốt, đường mặt rất là nhã nhặn sạch sẽ nhưng cố ý sinh ra một đôi mắt phượng hẹp dài đẹp đến gần như yêu mị chỉ là hai đôi mắt này sẽ không biết phải dẫn tới bao nhiêu người phát cuồng khuôn mặt sạch sẽ lại đều được làm nền cho yêu nghiệt người này tên là Mạnh Tuyên là người đại diện của cậu tuổi còn trẻ khả năng rất tốt ở trong giới giải trí nổi tiếng hơn so với rất nhiều minh tinh là con cưng của giới truyền thông tranh nhau đưa tin trong vòng giải trí những danh hiệu thuộc hàng thế hệ trẻ gần như đều được y dẫn dắt trong một đoạn thời gian mà y dẫn dắt nâng lên một người hiện giờ người đó đã là siêu sao quốc tế ở ba năm trước đó bị y phủi bay rồi lúc đó có rất nhiều minh tinh đều tranh đoạt muốn y làm người đại diện mà người này lại ở giữa một đám người chọn tả an tuấn dẫn dắt đến giờ tuy rằng sau đó mạnh tuyên từng nhiều lần vì sự lựa chọn này mà làm tới tâm sức lao động quá độ sau đó hối hận đến nỗi không thể đâm đầu vào tường nhưng trong đầu vẫn không từng có ý niệm rời khỏi tuyên tả xuyên trạch trên mặt lộ vẻ mỉm cười thật lớn vội vàng ôm lấy cánh tay người này tôi thật là rất nhớ anh anh thật sự là rất tốt tôi cho tới bây giờ cũng chưa có thấy qua người đại diện nào tốt hơn so với anh mạnh tuyên móc lỗ tai vẻ mặt ghét bỏ rút tay của mình ra được rồi cậu muốn làm gì cứ việc nói thẳng tả an tuấn trước đôi mắt trong suốt trông mong nhìn y chỉ thiếu một cái đuôi để vẫy tuyên trước tôi vừa chạy trốn ở chợ ăn vặt bên kia ngửi được một mùi vô cùng ngon tôi có dự cảm đây tuyệt đối là món ngon tôi chợ ăn vặt cậu còn chưa có nói xong liền bị mạnh tuyên cắt đứt trái tim nhỏ bé của tả an tuấn run lên gật đầu trông mong nói ừ chợ ăn vặt giọng nói của mạnh tuyên nhất thời nâng lên ở mức cao y nắm lỗ tai của cậu tả an tuấn tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần đi ra ngoài thì đừng đi nơi có nhiều người cậu thế nào lại không nghe cậu bị người đuổi theo là đáng đời tuyên đau tả an tuấn vội vàng cứu vớt đôi ta của mình tội nghiệp nhìn y tia sáng ở đáy mắt vẫn là không có rút đi hoàn toàn mạnh tuyên nhất thời đưa tay vỗ trán tổ tông à cậu chính là tổ tông của tôi tả an tuấn cuối cùng cũng được như mong muốn được ăn món ngon mơ ước cậu ngồi ở trên xe của mạnh tuyên vẻ mặt vui mừng ăn một miếng bỗng nhiên nghĩ đến à người theo dõi vừa rồi của cậu hình như là bị cậu thành công bỏ đi rồi ngày hôm nay thật đúng là may mắn nha à? Mạnh Tuyền ngồi ở chỗ lái xe, nhìn lướt qua vẻ mặt người đang cười khúc khích. Một bên khởi động xe, một bên hỏi: "Cậu đi đâu? Về nhà?" Tạ An Tuấn tay cầm món ngon dừng lại, nụ cười trên mặt cũng không thấy, lồng mi rũ xuống, trầm mặt thật lâu mới thấp giọng nói: "Tôi không có nhà." Mạnh Tuyền cũng dừng lại, lập tức thở dài một tiếng an ủi, xoa xoa đầu của cậu. Người thân duy nhất hiện giờ của người này mà nói, đoạn thời gian trước đã qua đời, chỉ còn cậu lẻ loi trên đời này rất đáng thương. Vậy cậu không định quay về khu nhà ở trước kia? Giọng nói của tà An Tuấn càng nhỏ thêm một phần. Không đi. Mạnh Tuyền suy nghĩ một chút. Trước đây có anh trai của cậu có thể giúp cậu làm che giấu công việc tránh bị phơi bày. Bây giờ người kia mất, chỉ còn tà An Tuấn. Một người ở nơi đó, đoán chừng, nói không chừng ngày nào đó sẽ làm ồn mọi người đều biết. Bị phàn chặn ngoài cửa. Nghĩ tới đây mà y quẹo một cuông ngoặc. Một bên gọi điện thoại, một bên hướng khu dân cư xa hoa ở thành phố S lái đi. Một giờ sau, tả An Tuấn há to mồm, nhìn biệt thự nhỏ đẹp đẽ trước mặt, lần thứ hai hỏi một lần nữa. Tuyên, anh xác định tôi sau này ở đây. Thù liễm biểu tình một chút, mất mặt. Mạnh Tuyên nói, kéo người này hướng đi vào trong. Thứ này tôi gần đây để người ta chuẩn bị cho xong để tặng cậu, cậu sau này liền ở nơi này. Tả An Tuấn một bên vui vẻ, theo y một bên hỏi. Ai mua cho tôi? Công ty sao? Mạnh Tuyền mỉm cười quay đầu lại, mắt phượng hẹp dài, lười bướng quát mắt nhìn cậu một cái. Dùng tiền của cậu mua. Động tác của Tạ An Tuấn cứng đờ, tiếp đó không thể tin nhìn y. Làm sao có thể? Thẻ ngân hàng của tôi vẫn ở chỗ của tôi, anh lấy lúc nào? Cậu nói bắt đầu lật túi tiền, lại bị một giọng nói đinh đinh. Tôi không lấy thẻ ngân hàng của cậu. Cậu ngẩng đầu không hiểu, nhìn người trước mặt, chỉ thấy mạnh tiên khoanh tay, không hề gì bỏ thêm một câu tôi mượn công ty cho nên đoạn thời gian tới cậu làm không công mặt của tạ an tuấn nhất thời suy sụp đau buồn nói tôi yêu cầu trả phong trả cậu cái đầu quỷ ấy cậu thành thành thật thật cho tôi mạnh tuyên mở cửa ra ném chìa khóa cho cậu một chân không lưu tình chút nào đá cậu đi vào thuận tiện đóng cửa lại sau cùng nói một câu tôi sẽ ở sát vách cậu có chuyện gì thì tìm tôi tiền cũng quay đầu lại đi tạ an tuấn nhìn thoáng qua phòng chống trải chấp nhận đi tới phòng khách nhào lên ghế salon sau cùng ngủ thiếp đi cùng lúc đó tại anh quốc london lão đại tin tức thành phố s truyền đến một người nhìn người ngồi ở trên ghế salon cả người tỏa ra hơi lạnh như băng cùng kính thấp giọng nói mục tiêu theo dõi thất bại thất bại người nọ hơi nhướng nhướng mày đây là nhóm thứ sáu rồi đi đúng vậy thú vị người nọ thấp giọng nói một câu sau đó phần phó nói để cho bọn họ rút về đây người nọ ngẩn ra lão đại anh tổ chức thành lập tới nay lần đầu tiên khó có được gặp chuyện thú vị như vậy tôi đương nhiên muốn đích thân đi vâng tà an tuấn tỉnh dậy đã là lúc hoàng hôn anh nắng chiều tà tà từ cửa sổ sát đất chiếu vào làm bên trong nhuộm một tầng màu sắc xinh đẹp cậu mở mắt lim dim nhìn xung quanh một vòng lúc này mới nhớ tới mình hôm nay đã phải thay đổi chỗ ở liền đứng dậy vươn người một cái đi ra biệt thự hướng tòa nhà bên cạnh đi đến mạnh tuyên dựa vào cửa y thay đổi một bộ đồ sơ mi màu trắng hai nút áo phía trên không có cài lộ ra một đoạn xương khoai xanh đẹp đẽ y nhìn dáng tươi cười rực rỡ của người trước mặt mắt phượng hẹp dài hơi hít làm gì tuyên tả an tuấn vẻ mặt lấy lòng nhìn y trước mắt đen như mực tôi đói bụng cho nên nụ cười trên mặt tả an tuấn càng thêm rực rỡ phải nói đương nhiên lý lẽ chính đáng Tôi đến trước cơm Mạnh tuyên nở nụ cười Cơ thể hơi nghiêng về phía trước Mắt phượng hẹp dài nhìn cậu chằm chằm Chờ thưởng thức bộ dáng lấy lòng của cậu đủ rồi Mới mở lòng từ bi Thuận miệng nói Rất là ý vị thâm trường Ồ, oh, trực cơm à, Đúng a đúng a Thỏa sân trạch vội vàng gật đầu Phía sau còn thiếu xuất hiện một cái đuôi vung vẩy Mạnh tuyên vừa cười Ngồi thẳng dậy khoanh tay gần như yêu nhã Không có cửa đâu sau đó xoay người vào nhà ở một tiếng đóng cửa lại động tác cực nhanh thiếu chút nữa đụng vào mũi tả an tuấn tả an tuấn lại càng hoảng sợ vội vàng đưa tay vỗ vỗ trái tim nhỏ bé mong manh của mình còn chưa có động tác gì thì bên trong chuyển đến một giọng nói đừng tưởng rằng chuyện ngày hôm qua ông đây có thể nguôi giận tôi cho cậu bị đói vẻ mặt cậu nhất thời buồn rầu cao cửa tuyên người sẽ chết đói đó không sao giọng nói bên trong nghe rất sung sướng để lúc đó, tôi nhặt xác cho cậu. Tạ An Tuấn lại một trận phiền muộn. Cậu đi quanh sân nhỏ của biệt thự nhà Mạnh Tuyên, di chuyển vòng vo, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, mắt nhìn thấy người này bưng thức ăn làm xong đặt lên bàn, chuẩn bị ăn cơm. Cậu nuốt nuốt nước miếng, mỏng mỏi nhìn món ngon trên cái bàn kia. Mạnh Tuyên làm cơm là ăn rất ngon, ăn xong một lần khiến người ta sư vị vô cùng. Đối với cậu đơn giản mà nói, người đối với ăn uống đều là hấp dẫn chí mạng nhưng bây giờ người đại diện nhà cậu còn đang tức giận không cho ăn cơm cậu chỉ có thể ở bên ngoài nhìn mạnh tuyên ở đối diện cửa sổ sát đất ngồi xuống tâm tình rất tốt nhìn người ngoài cửa sổ làm bộ dáng đáng thương sau đó nhìn chăm chú khi y lấy ra một đôi đũa nhấc lên một miếng cải xanh đặt vào trong miệng ăn chậm rãi tả an tuấn mắt thấy y ăn vào bụng nhất thời chỉ cảm thấy tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng mắt đen như mực chớp chớp yên lặng quay đầu đi ra ngoài sau hai bước, quay đầu lại ủy khuất nhìn y, tiếp tục đi về phía trước, sau đó quay đầu lại nhìn y. Người này, nếu hiện giờ là siêu sao quyền thế rất mạnh, mặt mũi của cậu tất nhiên là rất xuất sắc. Bị ánh mắt nhìn như thế, ngay cả thánh cũng phải nhẹ dạ. Vì vậy bộ dáng này khiến Mạnh Tuyên ở trước bàn đem văn hóa nghệ thuật ra, vừa lắc đầu, vừa lẩm bẩm đọc. Chim khổng tước bay về phía đông nam, nằm dặm một bồi hồi. Đáng thương, thật còn mẹ nó đáng thương. Lúc này Tạ An Tuấn đã đi tới cửa sân. Phút chốc bước ra cửa, nhưng không quên quay đầu lại, chớp mắt nhìn y, khóe miệng của y giật một cái, đứng dậy mở cửa, ôm tay nghiêng người, dựa vào trên khung cửa. Cậu đi đâu? Tạ An Tuấn tội nghiệp nhìn y, một bộ dạng bi thảm, bị vứt đi. Đói bụng rồi, đi bên ngoài ăn. Mạnh Tuyên gật đầu, nhớ mi nhìn cậu. Dùng gì đi? Trên lý thuyết mà nói, Tạ An Tuấn đúng là biết lái xe, chỉ là không có bằng lái. Không có bảng lái cậu cũng không thể mua xe Ngay trong tiết đầu tiên ở trường lái xe, huấn luyện viên nói cho cậu đại khái, nguyên lý cùng với trình tự lái Kết quả người này gật đầu, liền làm theo một lần Từ một số rất nhanh gia tăng thêm số năm, nhấn gấp ga một cái Sau cùng cứ thế, đem huấn luyện viên sợ ngất đi Từ đó về sau cậu liền leo lên danh sách đen của trường lái xe, mọi người xung quanh cũng theo khuyên Ngoan à, cậu không thích hợp lái xe loại này Ngày nào đó cậu lăn lộn ở trong giới giải trí, không nổi nữa. Tôi giới thiệu cho cậu lái xe đua ha. Chúng ta lái xe đua. Cho nên ngày này đến bây giờ còn khăng khăng giữ vững loại phương tiện giao thông nguyên thủy của loài người nhất. Hai cảng. Hơn nữa, để ngăn chặn loại xe hơi gì đó kia, cậu ngoại trừ công ty hoặc mạnh tuyên trên cơ bản, bên ngoài rất ít đón xe. Tạ An Tuấn làm bộ dáng đáng thương gật đầu, mắt vẫn như cũ thỉnh thoảng hướng lên người y liếc. Mắt phượng hẹp dài của mạnh tuyên hít một cái, sau này còn dám hay không không nghe lời tôi Tạ an tuấn vội vàng lắc đầu mãnh liệt mắt sáng trong suốt nhìn y mạnh tuyên đưa tay che chán nói một tiếng tổ tông liền quay đầu vào nhà ném xuống một câu quỷ mới tin cậu y lần này cũng không có đóng cửa Tạ an tuấn và y lần lộn đã quen đương nhiên biết ý tứ người này nhất thời vui vẻ chạy vào nhà ngồi ở trước bàn ăn tốt đẹp kia ăn cho no một trận sau khi ăn xong lại dưới sự chỉ huy của mạnh tuyên nghe lời đi rửa chén bát Lúc này mới đi trở về phòng khách Ngồi ở trên ghế salon Nhìn người này Tuyên, một hồi đi đâu chơi Mạnh Tuyên suy nghĩ một chút Tôi nhớ lại nội thành mới mở Một câu lạc bộ cao cấp Bên trong mọi thứ đều có thể chơi Cậu đợi lát nữa tôi đi gọi điện thoại Hỏi một chút Y nói xong liền đứng dậy đi gọi điện thoại Y quả thực phản đối tạ An Tuấn đi ra ngoài lêu lồng Lại không phản đối bọn họ cùng đi ra ngoài Bởi vì trên lý thuyết mà nói Y cũng là một người thích chơi hơn nữa, y là tuyệt đối sẽ không như tả An Tuấn, mỗi lần đi ra ngoài đều đem bản thân khiến cho vô cùng thê thảm. Y vẫn luôn nghĩ độ dài một dây thần kinh của tạ An Tuấn ngắn đi, mà rõ ràng cho thấy y là người bình thường. Tạ An Tuấn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon chờ. Mạnh Tuyên rất nhanh, liền đã trở về, cầm chìa khóa xe, đối với cậu dùng tay ra hiệu. Đi thôi, tôi hỏi tốt rồi. Được, tạ An Tuấn lập tức đứng lên. Chúng ta đi chơi cái gì? Cậu nghĩ chơi cái gì? Mạnh Tuyền cười hỏi một câu, vừa đi vừa nói chuyện. Bowling, lên, shorting, tennis trong phòng, limping, cậu chọn đi. Tả An Tuấn đi theo phía sau y, hưng phần nói, tôi được chọn có được hay không? Mạnh Tuyền nhẹ nhàng cười cười, mở cửa xe, lên xe, khởi động động cơ, chờ cậu cũng lên xe, rồi nhẹ nhàng ném một câu. Tùy cậu, liền hướng xe xa xa chạy tới. Hai người rất nhanh đi tới câu lạc bộ kia, ở đây xây rất là xa hoa. Hai người đầu tiên là đi chơi bowling lên một lát, sau đó đến sân bắn súng. Mạnh Tuyên không thể tin, nhìn số vòng phía trên. Một lần nữa đem cậu quan sát một lần, kinh ngạc hỏi. Tạ An Tuấn, cậu nói thật với tôi, đây thật là lần đầu tiên cậu chơi cái này. Tạ An Tuấn gật đầu, chớp chớp đôi mắt vô tội. Làm sao vậy? Không có việc gì, Mạnh Tuyên nhẹ nhàng nói một câu, vẫn như cũ đang nhìn cậu, đồng thời dưới ánh mắt nghi hoặc. Một tay đưa tay vỗ vỗ bờ vai cậu, thản nhiên nói. Cho nên nói, ông trời đúng thật là công bằng. Cậu ngốc giống như vậy thì ra cũng là có chỗ đáng khen. Tạ An Tuấn mở mịt. a à, không có việc gì. Mạnh Tuyền lại vỗ vỗ cậu, thản nhiên nói tiếp. Chẳng qua, cậu lăn lộn ở trong giới giải trí, không đi lên, thì tôi lại tìm cho cậu một nghề phụ. Cậu ngoại trừ tay đua xe, còn có thể cân nhắc đi tham gia thi đấu xuất tinh. Tạ An Tuấn gật đầu. Ồ, Mạnh Tuyền nhìn bộ dạng mở mịt như trước của cậu, không khỏi cười xoa xoa đầu, Đi thôi, đi nơi khác nhìn. Y rất lời, liền dẫn đầu, quay đầu đi về phía trước. Sau đó khi nhìn người phía trước cách đó không xa thì ngẩn ra, người kia hiển nhiên vẫn đang chú ý bọn họ, bao gồm vừa rồi Y vô cùng thân thiết xoa đầu tạ An Tuấn. Vì vậy ánh mắt người kia trầm rất sâu. Nhất là lúc này, nhìn tạ An Tuấn đúng thực đến mức kinh khủng. Tạ An Tuấn bình thường nhìn qua thì rằng không có đầu óc, nhưng cậu đối với kích thích bên ngoài là rất nhạy cảm. Lúc này rõ ràng cảm thấy một sát khí cậu không khỏi nghiêng đầu phía bên kia nhìn lại nhất thời ơ một tiếng tuyên người kia nhìn quen mắt quá anh ta là ai vậy mạnh tuyên không khỏi nở nụ cười bớt đắc sĩ nhìn cậu này tạ an tuấn bản thân cậu thật sự có tỉnh ngộ với siêu sao không mặc kệ thế nào ít nhất trước đem đối thủ cạnh tranh con đường tương lai của mình nhớ kỹ chứ tạ an tuấn ngoan ngoãn ồ một tiếng tiếp tục hỏi anh ta là ai vậy cậu ta à mạnh tuyền nhìn lướt qua người nào đó nhấc chân hướng bọn họ đi tới cười đối với cậu giải thích cậu ta gọi là quý tử hàn ba năm trước đây ở trong nước thì đã trở thành siêu sao mấy năm nay một mực phát triển ở nước ngoài hiện giờ đã là siêu sao quốc tế hơn nữa là tôi dẫn dắt cậu ta kết quả bị tôi đá bay y nói quay đầu nhìn người chạy tới trước mặt mắt phượng đẹp mang theo một chút ý cười bởi vì cậu ta đối với người đại diện của cậu ta có mưu đồ quấy rối đúng không ngài quý quý tử hàn vốn còn muốn chào hỏi không nghĩ tới mạnh tuyên liền nói ra như vậy ngẩn ra một chút mới điều chỉnh trở về trạng thái cười khổ một cái tuyên à anh không cần thiết vừa thấy mặt đã vạch trần sẹo của tôi đi đều đã qua lâu như vậy tôi từ lâu ồ oh, buông xuống từ lâu phải không mạnh tuyên không chờ gã đã, đã nói hết câu liền mở miệng cắt đứt trong mắt ý cười không giảm nhưng cậu mấy ngày hôm trước vừa về nước thì cậu đoạt vai diễn chính của phim vốn thuộc về Tiểu Tuấn sau đó lại muốn đoạt liên tiếp hai bảng thông báo nếu như không phải tôi sớm phát giác trước làm phòng ngừa chỉ sợ cậu lại đạt được rồi vậy ngược lại cậu nói một chút coi ngày quý tôi có lý do gì tin tưởng cậu buôn xuống từ lâu tuyên à diễn viên chính của phim cùng tôi không liên quan là bạn họ tìm tới tôi là hai thông báo cũng là của người đại diện làm tôi cũng là sau đó mới hiểu rõ tình hình quý tử hàn cúi đầu nhìn y kiên nhẫn giải thích tôi chỉ biết cậu sẽ nói như vậy chúng ta dù sao sống chung ba năm tôi vẫn là hiểu rõ cậu mạnh tuyền nói xong nhìn người này lại muốn mở miệng liền yêu nhã khoanh tay quên đi ngày quý dù sao hiện giờ đã là thành kết cục đã định nhiều lời vô ích đi tiểu tuấn ồ tả an tuấn quét mắt nhìn gã một cái liền ngoan ngoãn đi theo phía sau y quý tử hàn ngược lại không có ngăn cản gã cũng là hiểu rõ mạnh tuyên biết hiện giờ ngăn cản vô dụng nhưng mà tạ an tuấn kia gã nhìn bóng lưng đi xa của người nọ nhớ tới chuyện lúc trước ánh mắt âm tính bất định gã cũng không tin vận khí của người kia có thể vẫn tốt tiếp như vậy tạ an tuấn theo mạnh tuyên đi ở lại nơi khác vòng vo trời đã mới đi bãi đỗ xe chuẩn bị đi trở về cậu âm thầm đánh giá mạnh tuyên rất sợ tâm tình người này không tốt này tạ an tuấn ánh mắt đó của cậu là gì mạnh tuyền buồn cười quay đầu nhìn cậu không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của cậu cậu chẳng lẽ là cho là tôi và quý tử hàn có gì đó sao a à, tạ an tuấn nâng cảm nhìn y nghiêm túc hỏi tuyên anh thích anh ta sao mạnh tuyền hơi nghiêng liếc cậu một cái khởi động động cơ thật không biết đầu của cậu là lớn lên thế nào tôi nếu thích cậu ta cũng sẽ không gặp cậu hiểu không ồ tạ an tuấn bừng tỉnh hiểu ra gật đầu vậy cậu có người thích sao tay cầm vô lăng của mạnh tuyên dừng lại lái ra bãi đỗ xe cười nói có à y nhìn đường trước mặt mắt phượng đẹp nhìn không ra thân tình gì nhẹ nhàng bỏ thêm một câu nhưng mà đã là chuyện thật lâu lúc trước rồi hai người rất nhanh trở lại khu dân cư mạnh tuyên nhìn người này chuẩn bị xuống xe liền gọi cậu lại chiều nay có một bảng thông báo buổi sáng đừng chạy khắp nơi tạ an tuấn gật đầu liền hướng nơi biệt thự của mình đi mở cửa phòng đi vào phòng khách một mảng mờ tối bốn phía đặc biệt yên lặng mắt của cậu đối với bóng tối tính thích ứng rất mạnh bởi vậy gần như là trong chốc lát liền thấy người đàn ông ngồi trên ghế salon ở phòng khách cậu đem đèn mở người đàn ông ngồi ở trên salon có một đầu tóc ngắn màu sợi đai ngũ quan thâm thúy còn người hẹn lên màu xanh đậm trên người phát tán hơi thở rất mạnh cậu suy nghĩ một lát lại suy nghĩ một chút xác nhận chính là không biết anh liền hỏi anh là ai?" Người nọ quay đầu nhìn cậu, lạnh nhạt nói, "Tôi là Doãn Mạch, từ hôm nay trở đi, chính là người bảo vệ cậu." Hết tập 1. Các bạn đang được thưởng thức bộ truyện đam mỹ hiện đại Bảo hộ trong giới hắc bạch qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio nhé. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem rất mong nhận được comment của các bạn để cây ngày càng hoàn thiện hơn nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo